Phần nhân của mình á các bạn, thì mình cần một cần thơm hoặc là dứa hoặc là khóm, dù là tên nó khác nhau nhưng mà cùng một loại mà. Xong là mình sẽ đường cát trắng nha các bạn. Còn cái phần vỏ đó, cái phần vỏ thì mình cần là bột mì, bơ nè. Bơ mình phải để ở ngoài, người ta nói để nhiệt bộ phòng á các bạn, là mình để ở ngoài cho nó mềm. Chứ lại sữa bò, sữa ống thọ đó các bạn. Rồi với lại một lòng đỏ trứng. Chi tiết của nó thì mình sẽ để dưới phần miêu tả nha các bạn. Bạn nào thích thử làm cái công thức này á, thì nhấn vô cái phần miêu tả mình để dưới video á. Rồi bây giờ mình sẽ gọt thơm nha các bạn. Mình sẽ gọt cái trái này ra nha. Thì mình bắt đầu xay thơm ra nha các bạn. Đây mình cắt được một tô thơm này nè. Và bây giờ mình sẽ xay nhuyễn nó ra. Rồi mình sẽ đem sên á. We'll be right back.
Mình sơn như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt lửa, rồi mình sẽ đợi nó nguội xong rồi mình mới vò viên nha. Mình đã đậy kỹ bột lại để bột không bị khô. Xong rồi mình để cho bột nghỉ từ 45 phút đến 1 tiếng. Đây các bạn, đây là cái mứt thơm á, mình đã sơn xong rồi, bây giờ nó nguội rồi nè. Bây giờ mình phải chia ra từng viên nhỏ nha. Mình thì thích làm nó nhỏ nhỏ vậy nó dễ ăn. Làm mới coi. Để coi mình chia ra coi. Ấu. Mở lên. Cái mặt 15 đi ha, 15 gram một cục như vậy á, là 15 gram thì một đó. Đây, nhưng mứt thơm á các bạn, đây mình đã dò rồi. Mấy cái đầu nhìn thấy đẹp không? Mấy cái sau quá nó dính bao tay quá thành ra nhìn không được đẹp. Nhưng mà thôi, để mình hỏi lát hồi nữa mình bọc bột lại thì nó sẽ đẹp thôi.
Đây, bánh mình đã nướng xong rồi nè cả nhà. Ngon chưa? Rồi nhìn nè. Tại vì á, cây này mình thích làm thích nhiều nhưng thơm á. Thành ra mình bỏ nhưng thơm nhiều. Vỏ thì chỉ mỏng thôi. Tại vì khi mình làm cái này thì mình làm cái nhân của nó là gấp đôi số bột. Chào mừng các bạn đến với kênh Mì Na Cuộc Sống ở Na Uy. Hôm nay thì mình làm bánh quy bơ nha các bạn. Cũng như video trước mình có nhắc đến á, là nói chung thì bên đây thì mình cũng không có chuẩn bị Tết hay là trang trí nhà cửa hay là ăn Tết giống ở Việt Nam. Nhưng mình cũng làm vài loại bánh á. Thì hôm nay thì mình làm bánh quy bơ. Bánh quy bơ để làm món để làm món này á thì mình cần là 190 gram bơ, 250 gram bột, rồi 35 gram sữa tươi, 85 gram đường. Bên này thì mình để 2 muỗng vani nè, 2 muỗng cà phê vani nha các bạn. Cái này là muỗng cà phê nha. Với lại 1 muỗng cà phê bột nổi. Với lại 2 cái lòng đỏ trứng. Rồi bây giờ mình bắt tay vô làm nha các bạn. Bơ này á các bạn nhớ để bơ nó mềm nha. Để ở ngoài á cho nó mềm. Mềm chứ không chảy nha. Thank you.
Đây các bạn, đây là tô bột mình đã trộn xong. Thì bây giờ mình sẽ để nó vô trong cái bao rồi mình sẽ bắt nha. Bắt đại khái làm cho nó theo kiểu cọ tí xíu á mà, cho nó đẹp. Mình để nó vô bao, nhưng mà như là mấy người ta làm bắt bông kem nha các bạn. Để cho dễ thì các bạn trùm cái bao lên cái ly như vậy nè, mình rất là dễ để vô. Đó, mình nhận nó xuống. Rồi, cắt cái lỗ dưới. Cắt cái lỗ dưới đây nè các bạn. Đó. Cho mình bóp nó xuống. Đây các bạn, bánh quy bơ mình đã làm xong rồi nè. Đó, lớp này là lớp mình mới vừa nướng xong, nó còn nóng nè. Lớp này là không có nho khô, còn cái này là có nho khô. Nhưng mà các bạn biết tại sao cái này mà nó hơi vàng so với cái bánh này không? Là tại vì lúc mình nướng cái mẻ đầu tiên đó, mình nướng theo cái nhiệt độ công thức là 175. Nhưng mà cái lò của mình nó nóng hơn, nó nóng lắm, 175 mà nó mau vàng á. Thành ra cái qua bên mẻ thứ hai thì mình để xuống còn 165 mà. Đó, thành ra dễ canh. Nhưng mà ngon lắm các bạn, ăn thử rồi. Nó không có ngọt lắm, nó béo mà cắn vô trong miệng á, cái nó mềm, cái nó tan hết ra trong miệng nha, ngon lắm. Đây, để các bạn xem. Lúc nướng các bạn biết không, quan trọng lắm á, là khi mình nướng mình phải canh, mình canh xong rồi cái nó vừa vàng, mình lật lên mình coi dưới đít á,
dưới chiếc bánh đó, nó mà vàng quá thì mình phải trở cái đầu bánh, mà khi mà mình đem bánh từ trong lò ra thì bánh lúc đó nó còn nguội, thì ý lộn, lúc đó bánh nó còn nóng, nó còn nóng thì các bạn phải trở nhẹ tay nha, lấy cái xẻng nâng nhẹ nhẹ nó lên rồi xong lật ngược nó lại, chứ các bạn mạnh tay quá là nó bể bánh hết, nó hư bánh hết. Đây rồi, ok luôn, chúc các bạn ngon miệng nha.